Trong những ngày qua, cộng đồng mạng đã và đang tỏ ra rất căm phẫn lên án đối với cô giáo Nguyễn Hoàng Ánh, một giảng viên của trường đại học ngoại thương, là một giáo viên vì lợi ích trong người. Tuy nhiên, cuộc sống và công việc của cô giáo này lại được cộng đồng mạng biết đến nhiều hơn với những phát ngôn gây sốc cùng với những suy nghĩ liên quan đến chính trị một cách không thể chấp nhận được. Nguyễn Hoàng Ánh mặc dù mang danh là một giáo viên với học hàm tiến sĩ của trường đại học ngoại thương, tuy nhiên bản chất của cô giáo này đã biến chất và được thể hiện rõ ràng qua nhiều sự việc với những suy nghĩ của một kẻ trái chiều phiến diện. Trước hết, với việc sử dụng tài khoản Facebook cá nhân của mình, Nguyễn Hoàng Ánh đã không ít lần đăng tải những bài viết quan điểm cổ vũ cho giới dân chủ phương Tây cũng như hoạt động của các nhà dân chủ trong nước. Những hoạt động của các nhà dân chủ như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Đình Hà, Phạm Thị Đông Trang đều được Nguyễn Hoàng Ánh công khai bày tỏ ý kiến ủng hộ. Đặc biệt khi nhà dân chủ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chịu sự trừng trị thích đáng của pháp luật với những hành động xấu xa trong khi quần chúng nhân dân lên án và lên tiếng ủng hộ, thì Nguyễn Hoàng Ánh lại đứng về phía đám dân chủ bày tỏ tình cảm và thanh minh lên cho người phụ nữ này. Là một giảng viên, tuy nhiên Nguyễn Hoàng Ánh cũng bày tỏ và quy chụp một cách trái chiều về tình hình trong xã hội, cũng như cách nhìn phiến diện về chiến tranh, kháng chiến chống Mỹ cùng với nhiều vấn đề khác liên quan đến xã hội. Đặc biệt, với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già dân tộc, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân, danh nhân văn hóa thế giới. Tuy nhiên, một giảng viên trong môi trường sư phạm như Nguyễn Hoàng Ánh cũng có thể xúc phạm, bôi bẩn. Chắc có lẽ bản chất của một cô giáo thoái hóa, biến chất dung túng và đứng về phía đám dân chủ nửa mùa đã lộ rõ, thật căm phẫn và đáng lên án. Thử hỏi, một kẻ được học hành tử tế và hình thành và công tác trong một môi trường sư phạm có tiếng lại có những hành động trái với một công dân, một người nhà giáo chân chính như bao giáo viên khác. Thiết nghĩ với những kẻ như Nguyễn Hoàng Ánh chẳng xứng đáng với cái nôi môi trường sư phạm, hy vọng bổ dục cũng như ban giám hiệu trường đại học ngoại thương cần xem xét và cân nhắc trường hợp của Nguyễn Hoàng Ánh, một giáo viên trong người hay thực chất là phải cổ suý cho đám dân chủ, một cô giáo biến chất xấu xa.